Đợt này chợ ở đây to phết chứ anh nhỉ? Chợ to dài, biết chưa tăng lên rồi. Đợt trước ít cây lắm. Thế, cây của anh này à? Bác nào xe đi tiếp thế? Của anh là xe máy à. À, sao để nó dịch ra đây tí? Đây à, cây của mình hả bác? Con này bao nhiêu đây? Để ghế này. Thôi, cứ ngồi được. Đây, 12 triệu. Để nghiên cứu xem nào. Bắp già hay là cái cây còn thì kép. Nó rõ ràng vào được một cây thì đẹp. Cây cây thì đáng rồi. Được bóc được thành hai cây không? Hai cây thì thấy khó nhỉ. Yeah. Được cái phần này khá là phần bệ của cây thứ nhất, cây trực khá là ổn. Mà nuôi lại cổ này vất quá. Quê ghép đấy. Nhưng mà ra ở dưới này nhìn giống vết nhỉ. Bảo là về tách mẹ một con ra. Điền ghép, điền ghép quê, quê ghép, điền ghép quê. Là nào? Đây có tiền rồi. Đấy. Qua tháng mà mày, mày sướng bao nhiêu tao đảo mày bao nhiêu? Bán cái gì? Bán cái gì đây? Coi coi. À đi à? Hôm nay mày lấy tiền. Mẹ này ra cái chân giống giống hết nhỉ? Thế còn con này chắc? Này bao nhiêu? 15 triệu. 15. À. Kinh đấy nhỉ? Cũng còn hàng khủng long nhỉ? Anh mỗi con trên xe đằng sau. Ừ đấy. Sao lại để kín đấy? Mà thay thì để đây nó nhỏ đấy. Này có tí việc về quê không ạ? Đi ra chợ, người ta hay gọi ở quê là chợ Nủa, nhưng ở đó hữu bằng thực thất. Làng chơi cây rất là mạnh. Thì ở đây có một cái chợ khá to ấy. Bây giờ có khi là to nhất đấy. To hơn Bắc Phúc rồi. Về luôn anh. Đấy. Sáng giờ chở một cây đi anh? Hai cây, bán một cây rồi. Về nhà chắc cũng phải gần 10 giờ nhỉ? Đến nhà cũng 10 giờ, 2 tiếng Lâm Giang. Ờ. Đây, Lâm Giang 12 triệu, Lâm Điền đây ạ. Đây, 12 triệu. Anh Lập. Anh em nào thích thì gửi số cho 12 triệu à, tiền xịn luôn. Người anh đến từ quê hương Văn Giang, yêu dấu. Anh à? Anh về quê tí. Đấy. Và phát vào mặt, được đấy. Con đấy em về có khi tách mẹ lấy mỗi cây kia, cái trực kia. Quê. Điền thì tôi chắc tuổi trộn. Quê. Quay được không anh? Cần kéo không? Chào anh, chị sao nào? Anh mua đây để em lấy mỗi phần này thôi. Anh đang bảo mua để cục này mà anh mua cục này. Chắc chắn này, là chỉ lấy cục này nếu mà nó không cháy thì cần nuôi được. Mày đang cháy. Cháy không ảnh hưởng. Không ngại quá. Chỉ bóc ra lấy mỗi cái này. Đấy, bảo lấy mỗi cái tử này. Cục sao được cắt? Phần này nó lành. Chạy đuôi ra nhờ. Bổ mẹ cái này đi. Bổ mẹ cái này đi. Chúng nào vào ngắm con cục đẹp lắm. Về lấy cục nhỏ đẹp lắm. Đấy. Ngắm nhiều nó chán. Đấy, củ này sao nuôi đến bao giờ mà trông gợi gì bắt đầu có nhận ra được. Đấy. Quá nhanh. Dạ. Quá nhanh. Cách nghe là mài cây.
Nhưng mà mẹ chỗ này bây giờ nó lên nó lại thành quê. Cắt bán rồi, cây này nằm cây trực ngu. Nó có phải là dễ bán. Thế à, mẹ xịn đi chắc em bốc mẹ thì nãy. Cây này nằm cây trực ngu. Cắt bỏ đây, cắt bỏ đây. Nằm cục nữa. Cắt về đành xác định bỏ. Cắt bỏ nơi, cắt bỏ nơi. Bỏ hết. Đây, đúng nuôi ngọn ở chỗ đâu đây. Bỏ hết cái này đi. Cái này vừa cháy vừa chống chướng. Còn cái đây thì này mai bán. Được cái phần này nó lành. Phần này nó lành. Bán nó phải đâu ở đấy mới được. Lành. 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 Đây thành còn lu đẹp mặt, rồi. Hai mặt lành, hai mặt khá lành. Đó. Nó mới bây giờ chỉ có kỹ thuật tay nghề đục lùa vào là được. Có tiền còn rồi. Lưu chè đi. Đen. Đây là con đèn nói kém. Giá 4 củ bán đeo hồi trình quê rồi. Quê xong rồi. Đẹp không? Đẹp xong rồi. Không ra gì không? Anh kiểu xong rồi thêm một con đấy kiểu anh chán đầu không? Không đủ tao không đủ tuổi. Tao không đủ tuổi. Thôi hai bác hai bác chia nhau với bác một cây. Được chi cưa lôi. Anh à? À đúng. Vâng, lâu lắm mới gặp. Tí bắt tay anh cái. Đi vâng đi. Tay thường này lên này. Dạ. Đi quay mấy cây đẹp hết em này. À đi quay gì? Hôm trước thấy cái cây ba vai đẹp nhỉ. Ba vai. Ba vai nhỏ nhỏ mà giờ mua về. À bé con gì? Cầm tay. À cái vui vui. Xinh. Gì mà anh ơi? Em đi về quê thì đi qua đây cái thì lại thấy vui quá. Ở đây tí đã anh ạ, xong tí nữa nếu sớm em vào anh. Hôm nay có nhiều cái gì hay không anh? Anh đi nhiều liên tục thay đổi mà. À được, hay đấy. Bắt tay anh bắt. Lâu lắm mới gặp thần tài. Quê nhỉ? Quê ghép Nam Điền. Đấy. Đấy. Đá đây là đá làm gặp điền. Đúng rồi, trên này điền rồi. Lẽ điền đời ghép mắt đời rồi. Nhưng mà bây giờ mình mà phá bỏ nhà thì coi như thế. Nhưng mà cái da này nhìn giống phết nhỉ. Thì coi như thế. Nếu mà chúng tôi đấy chúng phá thì ghép từ đời cũng chỉ ra. Đây. Cái này. Cái nhất gì này. Đuôi sọc cái lên lấy một cái mầm. Cái nuôi vắt vào đây này. Này. Vắt vào đây làm ngọn đây này. Làm cái trực. Bắn xuyên từ đây thằng này. Vét vào đây. Lấy cái to, lấy cái cành nó cây bên cạnh cho vào. Nhìn nó béo phết đi. Dòng quê này nhưng mà cũng quê cũng khá nở đấy, không không, không tiến được tổ chắc chắn là con này không nhiều tiền đấy. Em thì em bảo 7 triệu kiệm thì ông cứ giá 4 triệu à. Không bán có 7 triệu rồi hả? Đây anh lên 8 xử lý đi về lấy mỗi cái này thôi, lấy mỗi cái này thôi, quan trọng là bao giờ xong cái phần kia hơi nặng. Đấy hơi nặng. Con đang tính là không có làm 2 cây hơi nặng. Làm 2 cây đấy, làm 2 cây mà chứ nuôi 1 cây ăn tiền rồi. Con này nhiều điều này thì mà bọn đây nó dễ là thân sang đây được cái ngọn rồi quật lên ghép một mắt đấy. Đẹp bóc hết làm con trực đẹp đấy rẻ như bèo ý tưởng hay cái này là cây xăm quả đấy. Còn này rau lưu chắc dần à? Sôi động lắm anh. Ôi, cháu bạn thấy đây, cháu bạn rau tay ra rồi. Cúc cơ kìa. Bán được cái thành quê rồi à? Bán được hơn 20. À, kinh quá anh. Đúng rồi, siêu. Đấy, khu vực này chợ khá là ok đấy. Cái này thì giống cây kia cùng một lò rồi với nhà và mình mà vững ra đây Việt Nam ra với cái cây này. Này có cái cục gì không? Không có gì, không có gì. Ta soi lại con này phát. Ngồi đây mặt đằng sau thấy lành ấy, bây giờ bóc mẹ cho này. Đây này bây giờ con nó không mà đúng bóc mẹ cho này ra làm cái trực. Anh Cường ạ à đấy à. Vâng. Ủa đây em là cây sang hữu bằng anh ơi, em đỗ sinh hay quay đỗ sinh à đấy một tháng là 4 ngày
Khánh có rảnh ngày nào thì thêm em càng càng nhiều đến thì em quay em càng thích mà. À thế à? Nhà em đi nó khoảng đúng 100 cười và cười thì ngày nào về đến lúc nào mới. À thế à? Vâng, kinh anh cho em xin số điện thoại. 0989 vâng 304 482. Đấy là số này có Zalo. Vâng. Em thì có nhắn tin cho anh rồi. Nếu mà anh ơi, anh bảo ở trên anh ở trên phim mình cũng có để số ấy. Nhà mình ở đâu? Em ở khách đây một người. Có gần nhà anh Cường không? Bây giờ là bây giờ là cái chỗ huấn ở khu ngoài chứ về quay mời em phải về sắp xếp. À thế à? Còn nếu em có thời gian okay. Thì em mời anh về nhà nhưng mời em phải về em quay. Nhất trí. Em bắt hình anh, chào anh nha. Có nghe có tới bảo 100 cây là thấy sướng này. Ok. Thì có khi sợ. Tuyền. Đấy. Sau rồi. Thế sau anh chưa đủ anh cứ bây giờ đi alo à. Ngày em đi lúc nào có cây mới. Đấy. Đúng rồi. Hôm nay cháu thử con thời gian hết rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi chở em bé với. Anh Cường à? Anh Cường, nhà hắn nhiều cái đẹp không? À? Nhà hắn nhiều cái đẹp không? À? Nhà chú của đấy á? Vâng. Nó thì thực ra nói này nó mới vào cây. À đi à? Nhưng mà nó mẫu làm ăn đấy, càng ngày nó ít tuổi nhưng mà có cốt hay không? Em có cốt hay mới vào? Hay, chắc là có thì nó chủ yếu là cây miền Nam. À, nó lại thậm chí nó nhập tham lưới đi sao? À, rồi. Thằng gần lâu lâu lắm rồi. Đấy, lâu lắm rồi gọi. Xin hình ảnh quay cho nó đấy. Rồi là nó cũng bán cây trên mạng. Quay rồi được phết nhỉ. Cũng có vài gốc vài cây xanh. Nhưng mà nó cũng được, nó cũng ý là nó cây này là nó cũng nhanh ấy, chứ không rồi. Đến nỗi nó kém như mấy cây quê lướt. Phần này nó sạch, nhìn này, cái chân rất thích. Bóc bỏ cá phần này luôn. Chỉ làm cái trực. Làm cái trực. Mặt kia ok. Đúng ạ. Cái nào đi không? Đeo mà nhiều khách hàng quá. Dạ. Cây bán hết rồi à? Đâu có bán đâu. Hải thì bán gì? Thôi không, Hải nó bảo em mua chơi, bác quan tâm giá làm gì mà không, khách Hải có nhượng lại thì nhượng. Thế à? Tôi gọi cho Hải rồi à? chưa về nơi Hải đã đăng ký rồi. Bác này. Mới kiếm được một lô cái xanh quế loại lá nhỏ lá bít. À đi. Đấy con này bao nhiêu đây? Giấy ấy. Giấy. Bao nhiêu con này nè? Mua 4 triệu này à? Ui giời, càng quá nhỉ. Đặt. Thịt quá. Đấu phết nhỉ. Được. Đắt cũng phải mua. Kiếm bắt rau nhỉ. Được, cây nghệ thuật. Nghệ thuật. Bây giờ giá lên đường là bao nhiêu đây? Anh vừa mua để anh để chơi ạ. Mua 1 triệu ấy. À, được. À để chơi. À đây, ngồi Văn Giang đây. Số xe đây. Ok rồi các bạn, chỗ này vui quá. Hôm nay ra đây vui đấy.